Tên chú là Danh Mạnh. Thời gian làm mười mấy năm xong kêu bị tai nạn té trên cầu thang xuống. Được tiền bồi thường chúng xuống mua đất mua nhà đây. They grow water spinach and provide that to all the Asian supermarket here in town. His family also own two greenhouses in the back of their house. Tất cả là 5 đứa con với đứa cháu. Nó đi học về thì mình thì không cho nó vô kinh hao được. Yeah. Tại mà nó có chất thuốc. Yeah. Rồi có chất phân là nghe nọ nó vô thì nó hửi cái mùi đó thì nó sợ đầu óc nó không được thoải mái. Lúc mà bị bão á thì nó chuyển cái nhà chuyển qua chút xíu thì cửa sổ nó bể kia. Cửa sổ bể thì dọc cái nóc rồi dọc cái ceiling rồi vách tường rồi nó bể hết á. Khoảng 3 tuần lễ mới có điện. Thành ra đốt đèn cày sống rồi nấu cơm ở ngoài ăn. Such a measure of love and grace and mercy that they will know that your love did not stop with the rebuilding of this home, but continues on long thereafter in their lives. And we pray for your blessings to be on them, not just their house, but to be on this family. Watch over them, protect them, guide them. The way has been rough, and we hope, oh God, that we have been your hands reaching out in love to the Mon family. Bless them indeed. Enlarge their territory.